Chào tất cả các bạn, hôm nay Tính Chung VN sẽ đi đến với các bạn với một chủ đề rất thú vị. Đó là chủ đề những câu nói chạm vào trái tim của người phụ nữ. Chúng ta đều hiểu rằng trong cuộc đời của chúng ta, phụ nữ là một phần không thể thiếu. Và nếu chúng ta chọn đúng người phụ nữ thì cuộc đời của chúng ta sẽ rất tuyệt vời. Thế để mà nói với họ những lời yêu thương như thế nào thì đó là những cái câu mà ngày hôm nay chúng ta dùng đến. Thực ra cái phần này nó sẽ ăn theo cái phần trước đây mình đã làm, đó là mời một người khách, mời một cô gái Trung Quốc đi chơi, đúng không, như thế nào. Còn ngày hôm nay thì gần như là chốt sale ấy, đúng không, và trong kinh doanh. Còn ở trong cái chuyện tình cảm là chúng ta đi đến kết thúc vấn đề, đúng không. Có một cái câu rất đơn giản và hầu hết mọi người đều biết, đó là câu của ai nhỉ, của ai nhỉ, là anh yêu em, đúng không? Câu này thì ai cũng biết, và câu này chỉ dùng đến khi mà chúng ta bắt đầu quyết định ngỏ lời cầu hôn hoặc gì đấy, đúng không? Sau đó thì thường xuyên ngày ngày ta sẽ nói câu này. Chúng ta có thể đi đến một cái câu nó hơi đặc biệt hơn một chút nhé. Răng của dũng nguyện ai nhỉ? Răng của hãy để anh dũng nguyện ai nhỉ? Dũng nguyện là mãi mãi, ai nhỉ là yêu em. Nghe như vậy người gái sẽ cảm thấy rất sướng, đúng không? Rất phấn khởi. Và câu này khá đặc biệt, rằng hãy để anh dũng nguyện mãi mãi ai nhỉ yêu em. Chúng ta còn có thể sử dụng một kết cấu khác, đó là yểm mê và đấn chấn cao su nhỉ của khẩn ai nhỉ. Đã có ai từng nói với em rằng anh rất yêu em chưa? Yểm mê yểm đấn, liệu có ai chấn từng cao su nhỉ nói với em rằng của khẩn ai nhỉ, anh rất là yêu em. Chúng ta có thể đi sang một câu khác, đó là wǒ hǎo xiǎng nǐ yǒ, wǒ hǎo xiǎng nǐ yǒ, anh nhớ em lắm. Hǎo xiǎng nó tương đương với khẩn xiǎng nhưng nó khẩu ủy hơn, đúng không? Wǒ hǎo xiǎng nǐ, anh nhớ em lắm. Tiếp theo ta có một câu nữa, yīn wèi wǒ ài nǐ, yīn wèi bởi vì wǒ ài nǐ, vì anh yêu em, suǒ yǐ wǒ shí shí hè hè dǒu xiǎng zhě nǐ. Suǒ yǐ, vì thế, wǒ anh sứ sứ khơ khơ, bất cứ thời gian nào tấu xiảng trở nên đều rất là nhớ em. Câu này thì nó sẽ hơi đặc biệt hơn do câu trên, đúng không ạ? Câu trên người ta nói nhiều rồi, thì ta dùng một câu nó đặc thay đổi đi một chút. Yīn wèi wǒ ài nǐ, suǒ yǐ wǒ shí shí khè khè dǒu xiǎng zhě nǐ. Bởi vì anh yêu em nên bất cứ thời gian nào anh cũng đều rất nhớ đến em, đúng không ạ? Rồi, có thể wǒ xìn nǐ, wǒ xiāng xìn nǐ, anh rất là tin tưởng em. Wǒ hěn xiāng xìn nǐ, anh rất tin tưởng em. Wǒ yào nǐ, anh muốn em. Wǒ yào nǐ, qiān nǐ shǒu, wǒ yào qiān nǐ shǒu, anh muốn nắm tay em. Gèn zhǒu wǒ zhǒu, đi cùng anh nha. Gèn zhǒu wǒ zhǒu, fēng zài dà yǒu zěn yǎng, gió có to cỡ nào, nǐ yǒu liǒu wǒ, em có anh rồi. Zài yě bú huì mí lù fàng xiàng, em sẽ không bao giờ còn lầm đường lạc lối nữa. Chúng ta tập lại câu này. Qiān nǐ shǒu, nắm tay em. Gèn zhǒu wǒ zhǒu, đi cùng anh nha. Fēng zài dà, mưa có to, gió có to bao nhiêu, yǒu zěn yǎng, dù có thế nào, nǐ yǒu liǒu wǒ, em có anh rồi. Zài yě bú huì mí lù fàng xiàng, em sẽ không còn bao giờ lầm đường lạc lối nữa. Wǒ pěi nǐ qù, anh đưa em đi nha. Wǒ pěi nǐ qù, anh sẽ đưa em đi. Hoặc là wǒ pěi nǐ qù kàn liú xìng yǔ, anh sẽ dìu em đi ngắm mưa sao băng. Luò zài zhè tí qiú shàng, đây là lời của bài hát, đúng không? Của nhóm F4. Wǒ pěi nǐ qù kàn liú xìng yǔ, anh sẽ đưa em đi ngắm những ngôi sao băng. Luò zài zhè tí qiú shàng, rơi trên quả địa cầu này. Wǒ tǔng nǐ, anh rất là hiểu em. Hǎo tǔng nǐ, anh rất hiểu em, đúng không ạ? Thực ra mình đã hiểu gì cả, nhưng muốn nói thế cho sướng. Chúng ta đi tiếp. Wǒ tǎng nǐ, anh đợi em. Có thể cô gái vẫn chưa quyết định để đến với bạn, đúng không? Nhưng bạn đừng vội lo âu, bạn cứ từ từ, rồi khoa sẽ nhừ, đúng không? Chúng ta cứ tiếp tục. Thực ra thì theo kinh nghiệm của mình thì cũng không có kinh nghiệm trải nghiệm với các cô gái Trung Quốc đại lục,
Nhưng mà về các cô gái Đài Loan thì mình cũng có một vài mối tình, thì cũng có một số chia sẻ các bạn. Thì thực ra mà nói thì con gái Đài Loan thì nói thẳng là cũng rất dễ tán, bởi vì họ thích nghe những lời ngọt ngào, họ không có tính cảnh giác cao như các cô gái Việt Nam. Nên là cứ "ủa háo sáng nỉ, anh nhớ em lắm", thì là người ta đã rất thích rồi, đúng không ạ? Chúng ta đi tiếp. Ta có một "ủa tấn nỉ, anh đợi em", "ủa tấn nỉ", "ủa dai chưa ở tấn nỉ, anh ở đây đợi em", ví dụ thế. "Ủa yao chí nỉ, ủa yao chí nỉ, anh muốn lấy em", "ủa yao chí nỉ, anh muốn lấy em". Hoặc là mình có thể nói với cô ấy một câu mềm mỏng hơn: "Chia cái ủa vào, lấy anh nhé, chia cái ủa vào, chia cái ủa vào, lấy anh nhé". "Nǐ shì wǒ de chú liàn, nǐ shì wǒ de chú liàn", em chính là mối tình đầu của anh. Thực ra em là một mối tình đầu, nhưng mà tình đầu trong tuần này thôi, chứ còn anh cũng yêu 20 cô rồi. Nhưng mà nếu như người ta nói thế thì làm sao người ta yêu mình được, đúng không? Cứ nói dù hơi bốc phét tí nhưng người ta sướng là được, đúng không? "Nǐ shì wǒ de chú liàn", "nǐ shì", em là "wǒ de chú liàn", tức là mối tình đầu của anh. "Nǐ shì wǒ de chú liàn", đó, chú liàn là mối tình đầu. Chúng ta đi tiếp. Mình có thể hứa hẹn với cô ấy, đúng không? "Wǒ jiù gěi nǐ mái chē", anh sẽ mua xe cho em, mải房mua nhà cho em, mải xiang liàn mua dây chuyền cho em, mải chìa chữ mua nhẫn cho em. Chủng chữ nói đúng lại: "Ní xiǎng yào shěmè, jiù gěi nǐ mái shěmè", chủng chữ nói đúng lại: "Ní xiǎng yào shěmè, em muốn cái gì". "Wǒ jiù gěi nǐ mái shěmè", anh sẽ mua cho em cái đó. Chúng ta tập lại câu này nhé. "Wǒ jiù gěi nǐ mái chē", anh sẽ mua xe cho em, mải房mua nhà cho em, mải xiang liàn mua dây chuyền cho em, mải chìa chữ mua nhẫn cho em. Chủng chữ nói đúng lại: "Ní xiǎng yào shěmè", em muốn cái gì. "Jiù gěi nǐ mái shěmè", anh sẽ mua cho em cái đó. Nghe thế thì làm sao mà người ta có thể không lay động được, đúng không ạ? Đi thẳng vào trái tim luôn. Một chàng trai mà có thể mua nhà, mua xe, dành tất cả những thứ quý giá nhất của mình cho cô gái thì phải yêu chứ, đúng không ạ? Lại còn chửi ba khẩn thiền nữa. Chửi ba là cái miệng khẩn thiền ngọt ngào. Khi mà tôi ở bên Đài Loan thì tôi xấu dai, lùn thôi đấy, rất nhiều tật xấu, nhưng mà mình vẫn có khả năng tán được một cô Đài Loan, đúng không? Chỉ bởi vì là gì ạ? Chửi ba khẩn thiền, cái miệng rất là ngọt ngào. Trong binh pháp Tôn Tử có câu: "Biết địch biết ta, trăm trận bất bại". Mình biết mình có gì, đúng không? Về nhược điểm của mình là gì, ưu điểm của mình là gì. Biết người, đúng không? Người ta thích cái gì, người ta thích ngọt ngào, người ta thích quan tâm, người ta thích một người đàn ông tua chén, đúng không? Lắm tiền hoặc gì đấy. Thì mình hãy cho người ta những cái thứ mà mình có, làm sao cho nó phù hợp. Mình phải có cơ hội để thắng lợi chứ, trăm trận trăm thắng, đúng không ạ? Chúng ta đi tiếp. "Ủa khuê kế nhỉ chuẩn bị chinh xỉ", anh sẽ dành cho em một thứ bất ngờ, đúng không ạ? "Ủa khuê, quê nhỉ chuẩn bị chinh xỉ", "ủa khuê", anh sẽ "quê nhỉ", vì em, chuẩn bị chinh xỉ, một sự bất ngờ. "Ủa sân bên chủng sự yếu khẩn thua nữ sân quấy chỗ", "ủa sân bên", bên cạnh anh, "chủng sự luôn luôn yếu khẩn tuân lụy sâm", có rất nhiều người con gái uế trợ của bao vây lấy anh. "Tán sự nhưng của ý chứ tâu khẩn trai khu nỉ tờ cản sầu", của ý chứ anh luôn luôn trai khu quan tâm nỉ tờ cản sầu đến cảm giác của em. "Khuê khứa na xin lụy sâm bảo chứ truy lý", anh sẽ giữ cự ly khoảng cách đối với những cô gái đó. Khi chúng ta nói câu này như thế là chúng ta vừa nói được về cái sức mạnh của chúng ta, vừa tôn chúng ta lên một tí, nhưng mà vừa thể hiện là mình rất là trân trọng người con gái của mình, đúng không nào? Chúng ta có thể nói là "ủa sân tiên", bên cạnh anh, "chủng sự luôn luôn yếu khẩn tuân lụy sâm", có rất nhiều người con gái quấy trợ của bao vây lấy anh. "Tan sự nhưng của y chứ anh luôn luôn tâu khẩn trai khu đều rất quan tâm nỉ tật cảm sợ đến những cảm xúc của em. Khuê khứa na xuyên nhủy sâm
bảo trì距离, anh sẽ giữ cự ly với các cô gái đó. À, như thế thì bạn gái của mình yên tâm quá rồi, ta chưa cần phang xin, đúng không ạ? Cô ấy rất là yên tâm. Mỗi từ sinh nhật, tôi sẽ mua quà. Mỗi từ sinh nhật, mỗi lần sinh nhật của em, tôi sẽ mua quà cho em. Tôi sẽ mua quà cho em. Anh sẽ mua quà cho em. Tôi sẽ mua quà cho em. Tôi sẽ mua quà cho em. Anh sẽ mua cho em rất nhiều hoa, đúng không ạ? Tại vì chui chui quán, anh sẽ đưa em đi chơi. Tôi sẽ mua quà phủ ở chân tờ sứ khẩu, khi mà anh hít đất chống đẩy rằng nghỉ trí dài của sân sang của chiều rằng nghỉ trí dài của sân sang, anh sẽ để cho em cưỡi lên người anh, thể hiện là anh có một sức khỏe rất là tốt, đúng không? Và anh rất là nâng niu em. Đấy, chúng ta tập lại cái câu này nhé. Mỗi từ mỗi một lần sinh nhật sinh nhật của tàu khuấy mái cấy nghỉ mái lì u, anh đều mua quà cho em. Của khuê cái nỉ mải khẩn tốt hoa, anh sẽ mua rất nhiều hoa cho em. Tai nỉ chui chui oán, anh sẽ đưa em đi chơi. Tai nỉ chui lỉ xín, anh đưa em đi du lịch. Khuê chai của chua phủ ua chấm tờ sứ hậu, cái lúc mà anh hít đất chống đẩy á, buổi chiều ra nỉ trí chai của sân sang, anh sẽ để cho em cưỡi lên người anh. Đấy, em có thấy không, anh rất là khỏe mạnh. Của sân thì khẩn chen khẳng, đúng không ạ? Của khẩn chân chung thì anh rất tôn trọng em đó. Thực ra tất cả những gì mà chúng ta học, chúng ta phải nói như thế thì chúng ta phải xua tớ tạo, chua tớ tạo, nói được, làm được. Xua tớ tạo, chua tớ tạo thì na cơ nữ lần trái xiang xin nỉ, na cơ nữ lần, cái người con gái đó trái xiang xin nỉ mới tin tưởng bạn. Trên đây thì là một vài chia sẻ của mình, là những cái chia sẻ rất là mộc mạc, đơn giản, để dành cho các bạn trai. Mình thực lòng thương yêu người ta nhưng mà chưa nói được những cái lời ngọt ngào dành cho người ta, thì bây giờ mình sẽ tập nói, đúng không? Để biết đâu đấy, bạn nhìn thấy không, có rất nhiều anh Sở Khánh, anh ấy chỉ cần hót hay thôi, thế là bạn gái mình té mất, đúng không? Thế là rất thiệt thòi cho mình. Mình nói được, làm được, mình làm được thì bây giờ mình phải nói hay nữa, đúng không? Để giữ cái người con gái mà mình yêu thương ở bên cạnh mình, đúng không nào? Nì xua tớ tạo, ý định xua tớ tạo, bạn nói được thì nhất định phải làm được. Chúng mình sẽ còn gặp lại nhau trong các clip sau. Và các bạn muốn mình làm chủ đề gì thì xin mời comment ở bên dưới. Nếu các bạn thấy clip này thú vị, xin ấn subscribe bên cạnh để mình có thể tiếp tục làm thêm các clip khác phục vụ các bạn. Tiếng Trung.vn, chúc các bạn học tiếng Trung thành công.